chào mọi người nghe. Em đây ông chú 200. Ông lấy một cái nè. Đó 2 kg. Anh cái chú cái tiền này, anh cái tiền nè. Đó này là dân Trạch Đồng Nai nha. Cái này ở đâu anh? Cái này ở ấp Bình Ngự, xã Phú Đông. Nơi Trạch Đồng Nai. Dạ. Cảm ơn. Mua cái máy của ông chủ này quá nhiệt tình luôn, giao về tới nơi chủ giao luôn nha chứ không có xíu. Dạ. Em giờ gửi tiền. Dạ. Ok rồi gửi tiền. Chứ là máy 2 kg nè. Tải được một máy lạnh 1 kg ngựa nè. Cái tủ lạnh này nha. Đó. Máy mình là máy hàng Trung Quốc xuất Nhật, lỗi đồng hết nha. Ai mà nói là lỗi nhôm cho luôn cái máy khỏi tính tiền. Đó. Giật cái nổ. Đó. Bảo hành trọn đời. Dạ. Rồi cảm ơn anh em đã ủng hộ nha. Đó là anh em ngồi chờ là máy nè. Rồi, cảm ơn. Rồi, gửi tiền. Rồi, dạ.